Hello tất cả mọi người nha, mình là Bilsegui đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là Bayonia nha, với Irene, Seth và tướng đam chính của mình đang có đó chính là Zihin 2 sao nha mọi người. Thì hiện tại lúc đầu game á, là mình cũng đang có được một color vàng rất là ngon luôn, đó chính là hộp quà Banora nha. Nên mình cũng đang có muốn làm một cái ý tưởng á, mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm cũng rất là nhiều luôn. Đó chính là Zihin 3 sao, 3 cùng đao đi chung với JK nha mọi người, càng nhiều JK là càng tốt nha. Tại vì lúc đầu game học quà Banora như thế này mà Zihin 4 con ngay từ đầu game Raw 2.1 thì thôi chứ không làm thì rất là tiếc luôn anh em ơi. Ông này là một cấp phơm bài hư không với Maiza 2 sao đi chung với Vel'Koz, Ressa và Samira thắng được hay không nhờ. Zihin bắn khá là đau nha mọi người, set 1 sao nhưng mà tăng cơ rất là tốt nè. Zihin liệu cân được hay không đây? Khó đây em ơi, ổng level 4 mình level 3 mà. Oh my god. Với lại đồ của mình nó vẫn chưa lắp hết nha. Tại vì mảnh đồ khi mình nó random chắc chắn luôn nó sẽ dễ ra hơn cái việc mà nên lắp đồ lớn luôn á. Đây rồi, gậy với lại là cung gỗ quá trời nè, lắp luôn cho em nó nha. Cái con Zihin này không phải là anh tứ rồi nha mọi người, bây giờ người ta gọi là anh nhất á. Tại vì hồi mấy cái mùa trước thì anh tứ này là bắn 4 viên 4 tiền, rồi đam là 4-4-4-4 các kiểu nha mọi người. Cái gì cũng là số 4. Và cái quan trọng nhất là không có tích được tốc đánh nữa. Nhưng mà riêng cái mùa 9 này Riot từ 4 tiền xuống cho 1 tiền luôn. Và bây giờ nha, Zihin là bắn thường nha mọi người, như ba cái vị tướng khác. Và tốc đánh nè, rồi mana nè đều có nha. Chứ nếu như mọi người để ý thì ở cái mùa trước thì Zihin rất ít khi có mana luôn á, rất hiếm nha. Còn tốc đánh thì bắn rất là chậm, nhưng mà ở cái mùa này thì anh Tứ á, trời ơi, bắn ảnh như gọi là bắn tiểu liên á này em ơi. Bắn bùm 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 bùm. Thắng được nè. Ông này level 3. Đấy, level 3 đối đầu với level 3 thì phải thắng luôn ở gì nữa. Hiện tại là mình cũng đang muốn đi chung với Ionia cũng như là thiện xạ nha mọi người. Tăng đam, tốc đánh, hồi phục các kiểu khá là ok luôn á. Và tướng màu vàng thì chắc chắn rồi, mình sẽ roll nó tầm level 5 nha để kiếm Zihin 3 sao. Level 5 là kiếm tướng màu vàng, level 6 kiếm tướng 2 vàng và level 7 là kiếm tướng 3 vàng nha mọi người. Thì nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất vừa được cập nhật hàng ngày cũng như là theo dõi thêm những cái ý tưởng, thử thách về đồ gì các kiểu á, thì hãy đừng quên để lại cho mình một cái like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Này ơi, Bayonia nha mọi người, khá là tuyệt vời luôn á. Thì bữa giờ anh em cũng đưa ra cho mình yêu cầu làm rất là nhiều luôn, và cái vị tướng Warwick này 3 sao đi chung với 9 Ionia thì mình vẫn đang săn nha anh em ơi. Tại vì 9 Ionia không phải là nó quá khó, nhưng mà để mà làm Warwick 3 sao mắc binh đó, nó cũng rất là khó nha. Như là đồ chuẩn nè, có lõi tướng nè, rồi có lõi đẹp nữa các kiểu không, thì nó mới gọi là quải sướng được. Chứ nếu như mà là bình thường thì quá bình thường luôn anh em ơi. Ui gì nó bắn kìa, nó nã đạn kìa anh em ơi, nó nã đạn kìa anh em ơi, khá là thấm luôn á chứ, gậy ra quá trời nè. Mình có một cái lời khuyên á, là khi mọi người chơi hộp quà Banora thì nên để nó random ra mảnh đồ nha, xong rồi ghép sau. Chứ nếu như mọi người mà lắp đồ lớn á, xong rồi cho random ra, trò mình nói thiệt với mọi người luôn á, là chờ tới Tết, chờ tới Tết luôn á. Tại vì mình đã từng bị rất là nhiều lần rồi, kiểu như là mình chơi hộp quà Banora mà lõi kim cương á, cái kiểu á, nó cho mình luôn một cái trang bị ánh sáng, thì mình đang muốn làm đồ gì đúng không, thì mình sẽ cho nó để nó random ra được một cái trang bị mà mình muốn ở đồ ánh sáng cái kiểu á. Mình để random ngay từ đầu game Raw 2.1 tới cuối game Raw 6.7 nó không ra đồ mình muốn luôn mọi người. Anh em tin được không? Raw 2.1 tới Raw 6.7 nó không ra cái đồ mình muốn luôn. Cứ bị sao sao á. Nên mình có một cái lời khuyên là nếu mà chơi thì để cho nó random mảnh đồ nha. Ok hơn nhiều quá. Này rồi, hai cuồng đao luôn, có cung gỗ luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Có Aesan nè. Bỏ vào kích được thiện xạ nha, nhưng mà sẽ mất thách đấu với lại là dũng sĩ. Và Aesan cũng là tướng 3 vàng luôn. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái yêu cầu gì muốn mình làm thêm thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha, để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một ha. Nói chung là mỗi ngày thì mình đều mình đọc bình luận của mọi người, xong rồi mình cứ thấy cái ý tưởng nào mình hay á, thấy hay hay mình làm được thì mình cứ lưu lại thôi. Mình về mình chơi đây em ơi. Nếu mà săn được thì quá tuyệt vời, còn không săn được thì chịu thôi, biết sao giờ. Tại vì có rất là nhiều ý tưởng nha, rất là khó luôn. Làm một lần không được anh em ơi, chắc chắn luôn. Phải làm nhiều lần hoặc là bỏ ra thời gian săn rất là lâu. Mà làm sao, chỉ cần anh em thích là được rồi. Trời ơi, Zin nó bắn anh em à.
ác thật cái chưa. Thì từ mùa 6 tận bây giờ luôn á, mùa 4, mùa 5, mùa 6 các kiểu luôn á nha mọi người. Và đến mùa 9 luôn rồi thì Riot đã giới hạn tốc đánh xuống là còn 5 chấm. Nhưng mà sẽ lâu lâu á, có một cái vài trường hợp nó kết hợp đi chung với lõi nè, kết hợp đi chung với nội tại của tướng các kiểu á, thì cái tốc đánh nó sẽ tăng lên được tầm mười mấy chấm hoặc là hai mươi mấy chấm. Đã có rất là nhiều trường hợp rồi nha. Nhưng mà ở cái mùa 9 này thì mình chưa thấy cái vị tướng nào đạt được tốc đánh như thế cả. 5 chấm là mắc rồi nha mọi người. Nên nếu như mà mình lắp dây kia á, thì mình nghĩ là lắp chỉ còn 3 hoặc là 4 cá thôi á. Chứ nếu như mà lắp tầm 5, 6 hoặc là 7 cá thì nó cũng sẽ bị phí á mọi người á. Tại vì tốc đánh á, 5 chấm là full nồi. Mình mà cố chạy cố mình lắp tầm 6, 7 cái dây kia các kiểu á thì sợ mình bị dư đồ á, nó sẽ không có hợp lý cho lắm. Chứ còn như những cái mùa trước nè, như là con Warwick hồi mùa mấy á ta, mình không nhớ đây mà Warwick mà hồi cái mùa mà thánh thần á, rồi cái con Seraph hồi cái mùa mà thời không nữa. Ui, tốc đánh mình nhớ không nhầm là phải lên tới mười mấy chấm hoặc là hai mấy chấm nha, bá đạo lắm. Nhưng mà vì quá bé anh em ơi, quá bé luôn thì Riot cũng đã fix lại rồi. Bây giờ tốc đánh tối đa là 5 chấm rồi, nhưng mà con Jin nó bắn rồi, quần què đây. Ui dồi, nó bắn ác thật sự luôn anh em à. Chuỗi thắng 4 trận luôn rồi nè, và hên quá. Mình rất là ức chế khi nào mà bị mất chuỗi khi mà trước khi ra quái anh em, cay thật sự luôn á. Dù là chuỗi thắng hay là chuỗi thua nha, hay là rau sau mình gặp luôn cái ông top 1 đây. Nhìn ông cháy ghét quá đây mọi. Một rừng chỉ có một hổ thôi, ông cháy như thế này khác gì sử nhục mình đâu. Phơm bài của mình chỉ còn rau sau lên được con Warwick 2 sao nè, con set 2 sao nè, và lên được tầm level 5 á, kẹp thêm Aston và nữa là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà Ron tướng 1 vàng 3 sao thì mình nghĩ là Ron nó tầm level 4 á, nó vẫn là hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Này sang rau sau mà có thêm một cái gậy nữa thôi chứ hết nước chấm luôn. Điểm mạnh đó là mình chốt bài sớm, mình chốt đồ sớm á, nên mình cũng đang lắp được gần như là hết tất cả trang bị của mình đang có rồi. Có gậy không? Có gậy luôn anh em ơi. Rồi, Jin bay cùng đao nha, chuỗi thắng 4 trận. Có Ash luôn nè, mình cứ giữ lại thôi. Nếu như mà mình muốn kích một cái form bài có 6 thiên xạ thì cũng được thôi. Nhưng mà hơi khó một tí tại vì cần phải slot nhiều á. Mà Ron kiếm tướng 1 vàng 3 sao thì cái này nó cũng phải nhân phẩm anh em ơi. Anh em thấy không? Nó rất là ảo ma nha. Rau 2.1 ra 4 con Jin. Và từ rau 2.1 tới tận bây giờ là rau 3.1 rồi, nó vẫn chưa ra cho mình thêm bất kỳ một con Jin nào cả. Cái đó mới gọi là nhân phẩm anh em ơi. Đầu game ra một phát 4 con. Mà lúc từ nãy giờ mà không ra thêm con nào nữa. Cay thiệt. Hôm nay 2 sao khá là nhiều nha, mình thắng được hay không đây? Nhìn cái form bài Zou này thì mình lại nhớ tới một cái ý tưởng của mọi người nha, mà mình vẫn đang săn nha em ơi. Đó chính là Yavan ôm bom cảm tử. Cái hệ, cái tộc hệ mà Zou nó có một cái trang bị, đó chính là khi mà chết đó nổ hũ anh em ơi. Nổ hũ này lạ lắm, nổ chết tên bạn luôn. Vẫn đang săn nha. Lỗi bạc à. Bỏ cái hướng tới hồ kết nè, vé hạng đồng hả? Độc dược sĩ và tiếp tới trang bị các kiểu. Nhận một bản sao nè, ngon anh em. Được Ire, Jin các kiểu á. Mình cứ lụm thôi, đây rồi Jin nè à, Bán thôi. Ok. Nó nhận tất cả bản sao của tướng một vàng đang có ở trong cái cửa hàng nha. Ngon. Có Jin, có Ire các kiểu luôn. Đúng cái thứ mà mình đang cần. Mình chơi Jin với lại là Ire. Mình bán hết mấy con kia là mình được thêm 7 vàng anh em á. Ire 2 sao. Ok, Jin 6 con luôn rồi nè. Samira bỏ nha mọi người ơi, Jin 7 con nè, tuyệt vời. Chỉ cần Jin 3 sao sớm thôi á, nếu mà tướng 1 vàng 3 sao mà ở tầm ra qua 3 chấm á thì nó cũng rất là ok nha. Ông này không lượm đồ luôn á. Úi dồi. Jin bay cùng đai đao bắn rồi anh em ơi. Ác chưa? Nhìn nó bắn như tiểu liên vậy. Lần đầu tiên luôn á anh em ơi, thề. Từ lúc mà chơi đó cho chân lý đến tận bây giờ luôn á, thì đây là cái mùa đầu tiên mình thấy con Jin này nó bắn ảo đến như vậy. Chứ mấy cái mùa trước nó bắn chậm lắm, nó bắn cứ bùm. Nhìn téo lắm nha mọi người ơi. Nhưng mà bắn cái nào ơi, chất lượng cái đó. Còn bây giờ thì lấy số lượng bù chất lượng luôn mà.
Zin đâu rồi? Hai con nữa. Lên nốt. Ủa, set nó ra kìa. Set 2 sao luôn mà. Một phát ra hai con. Tí nữa thì chắc chắn là mình phải đi chung với cái hệ 1 là Thiện Xạ nè, 2 là Ionia nè, 3 là hệ Freljord nha. Giảm dép mà giảm kháng phép, rồi có hiệu khống chế, rồi có thêm đan các kiểu. Rồi phần bài của mình là mình đang lắp hết tất cả trang bị lớn luôn á nha. Tại vì mọi người đừng quên, nếu mà anh em lắp được hai cái trang bị lớn á, nó sẽ tương đương với một cái lọ kim cương á. Tại vì nó có một cái lọ kim cương là tiếp tế trang bị, nó cho mọi người luôn là hai cái trang bị lớn lúc đầu game. Thì nếu như mà lúc đầu game á, mọi người lắp hết trang bị lớn mà người ta chưa lắp á, thì cái đó nó cũng sức mạnh tương đương với một cái lọ kim cương rồi. Vậy hiện tại là mình đang cho con Zihin cầm 3 trang bị, Ire cầm 2 trang bị, là mình đang lắp tổng là 5 trang bị nha mọi người. Và tướng của mình thì cũng full 2 sao hết cả rồi, từ Ash, Warwick, Seth, Irelia cũng như là Zihin nha. Khi mà mình có học quà Pandora thì mình không có cần phải lượm trang bị đâu. Một là mình lượm tướng mà mình đang cần chơi. Hai là mình lượm tướng nào mà mắc tiền nhất mình về mình bán. Đấy, nhưng mà thường là mình sẽ lượm tướng mà mắc tiền nhất về bán nha mọi người. Tại vì họ đi chợ không có Zihin thôi, chứ nếu mà có Zihin là mình cũng lượm rồi. Lượm lên được Zihin 3 sao cho nó sớm. Nãy giờ mình vẫn chưa gặp được ông top 1 kìa. Ảo nha. Ire là 5 con nè. Câu gót luôn này nha mọi người ạ. Ui, cái phơm bài đẹp ác đó em. Level 5 nhưng mà phơm bài đẹp ác kinh khủng luôn á. Ionia, Dũng Sĩ, Thiện Xạ, Thách Đấu, Zul. Nó kích vừa tròn tất cả luôn mà. Thì Zihin 8 đây. Ôi, Zihin 3 sao, Ire 6 con. Nãy xứ. Rồi. Bây giờ là phá đảo luôn, phá đảo thế giới ảo luôn. Bắn nè. Ôi, nó bắn rồi này em ơi. 18 stat rồi, hai mấy stat rồi. Bắn. Bùm. Mình cũng tiếc nha, tại vì mùa 9 thì á, nó không có mấy cái lõi mà kiểu như là tốc đánh cao mà được tăng thêm đam á anh em. Không có nha, chứ nếu như mà có thì chắc là người ta cũng spam mấy cái trang bị mà dê kê các kiểu á. Hoặc là người ta spam cái con mà Garen lốc xoáy. Garen lốc xoáy thì bây giờ vẫn chơi được ở trong meta nha, nhưng mà bị ăn nớp khá là nhiều rồi. Nớp từ kỹ năng nè, rồi nớp từ trang bị dê kê nha mọi người á. Tại vì bây giờ dây ke nó cũng đã bị giảm tốc đánh so với những cái phiên bản trước rồi, thì nó sẽ khá là yếu cho những cái phơm bài mà cần dây ke như là con Yari, con Yasi, con Garen nhiều quá. Ông này Maokai 2 giáp máu. Bùm, ok, Zin nó bắn, tiểu liên luôn. Rồi, chuỗi thắng 9 trận luôn rồi nè. Lúc đầu nếu như mà cái trận đầu tiên mình không thua thôi, chứ chắc có thể là mình lên được top 100 máu luôn á nha mọi người ơi. Tại vì tướng của mình nó tự ra rất là sớm. Trận này lõi cũng đẹp nữa. Đây, bỏ thêm một Ash vào, bóp luôn cho nó cái dây kia nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8 đi nè em ơi. Là level 8 chứ xong rồi tính nha. Level 8 xong rồi kẹp thêm Aisan hoặc là cái con Aphelios vào á, kích luôn cái hệ Frezo với lại là hệ Thiện Xạ. Cái hệ Thiện Xạ này là mình đã làm ý tưởng về nó khá là nhiều rồi, nhất là cái quả mà giết Thiện Xạ nha mọi người ạ. Uầy, giết Thiện Xạ hồi bữa mình làm anh em kêu nó mất dạy thiệt đó chứ, tại vì cứ chọn phát chết thằng Carry, chọn phát chết thằng Carry, nhìn hài cốt thật sự. Ok, là level nào, level 7 nha. Tạm kẹp như vậy đi mọi người ơi. Ông top 2 đang khá là cháy nha. Cho mình gặp ổng luôn đi anh em. Ô, à gặp top 3. Ông này là đầu game làm top 1 nè. Bắn nè, Zin bắn nè.
Mình đang tích sẵn cái dây kia nha, có là mình lắp nha mọi người. Ui ui gì nó bắn ác chưa này mọi. Bá đạo nhờ. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em phải đừng quên bình luận cho mình ở phía dưới nha. Ở thứ ba nào, lập đội hóa kỹ gia cường độc dược sĩ các kiểu. Lập đội này khá là ngon á chứ, tại vì mình không có cần phải đợi roll ra dây kê luôn anh em. Đây cái dây kê sẵn ngay và luôn nè. Đây hai dây kê nha, mình đang thiếu mảnh đồ luôn á. Tất cả trang bị là mình đều lắp hết cả rồi. Bây giờ không còn mảnh đồ để cho nó random. Ác thiệt. Ông top 2 chéo quá vậy, cho mình gặp ổng đây. Ước gì bây giờ vậy, bây giờ ra cả affiliate nha, kẹp vào thì sướng. Nhiều anh em cứ bảo là mùa này có Heimerdinger không thì cũng chán, thì mình cũng công nhận là như vậy thật. Tại vì Heimerdinger nó có mấy cái nâng cấp ủ súng ở đây mơ chơi sướng nhất là máy bào vàng. Ui cái đó chơi đúng phê luôn. Cũng như là cái module thu nhỏ này mà, cái module thu nhỏ này khá là tấu hài nha. Ông này FK đẫm luôn. Nếu như mọi người chưa xem thì mình mới vừa có làm một cái video siêu phẩm về cái tính năng gọi là bán được cái con 4 vàng ở cái hệ Zodo á. Được mấy trăm vàng ở level 6 luôn, mình nhớ không nhầm là tầm 300 vàng ở level 6 thì phải. Siêu phẩm luôn á nha. Gặp cái ông nào đây, úi rồi ông này top 2 này nha mọi người á, đây là 92 máu nè. Đẫm luôn, ông này là cái xấu cho God Listener ra Timo các kiểu 2 sao à. Tướng tăng cơ thì nhiều đó nhưng mà tướng đây thì chưa đủ nha. Jin nó bắn ở này mời, Jin nó bắn ở này mời. Bắn như cái máy điện. Kỹ năng, bùm, ok. Bắn nè, 35 stat nè, 39, 40 stat nè. Ôi mà tính ra con Jin nó cái mùa này nó bắn thường đâu thật sự luôn á này mọi, cũng như là xài kỹ năng nữa. Mình nhìn không nhầm á thì khi hồi nãy nó xài kỹ năng á thì nó xài một phát 1000+ đam kỹ năng. Nó cũng là một lượng sát thương khá là kinh khủng luôn á chứ. Một cái HM nè, cái Aegis nè. Không cái Aphelios à. Hiện tại cái cổng của mình đang chơi á thì nó sẽ có một cái nội tạ, đó chính là đi chợ chắc chắn tướng cầm hai cái mảnh trang bị nha mọi người. Nó sẽ rất là lợi thế luôn cho cái người nào mà chơi gọi là cái hộp quà Panorama như mình luôn á. Sướng ở đây mà, tại vì mảnh đồ đã nhiều rồi mà nó còn được random ra gọi là đổi lại cho tới khi nào mình được trang bị chuẩn nữa. Khá là bá. Mẹ ơi, một cái dây kê nữa nha, 3 dây kê luôn nha mọi người. Bây giờ mà muốn lắp thêm 5 dây kê hoặc là 6 dây kê á thì còn phải có thêm trang bị chứ bây giờ làm gì đủ đâu. Bây giờ là đợi ra đánh quái 4 chấm rồi, đánh quái 5 chấm, 6 chấm hoặc là 7 chấm á thì mới có trang bị đó. Chứ bây giờ có trang bị là mình lắp hết luôn rồi đó. Mình bắt buộc phải lắp cái trang bị tăng cho Ray nha. Trên đấy nhưng mà không lắp á thì con Zin của mình nó chưa kịp tích stat nữa thì độ hình mình nó đã đi rồi. Phải bắt buộc tách lắp nha mọi người. Chứ mà hai em lắp dây kê quá là mình đi luôn ấy. Ông này hai sai cũng khá là nhiều nha. Zin được cover tận răng luôn nha mọi người. Mình bo góc lại để khắc chế những cái ông này mà chơi cái hệ Yukon á. Đấy, nó bắn. Nhìn tấu hề thật sự luôn á. Ui, 5 chấm tốc đánh luôn nha mọi người. 140% sát thương chí mạng. Lâu lâu bắn được thêm cái quả chí mạng thì đâu nhờ. Hiện tại mình xếp bài như là mình cứ bo góc lại thôi để khắc chế những cái ông nào mà chơi cái phơm bài Yukon á. Yukon nó sẽ lướt xuống hàng 3 với lại hàng 4 ở đây mà nó ưu tiên đánh trước. Thì bo góc như vậy thì team bạn cũng bất lực thôi chứ sao mà đánh lại được mình được. Bỏ cái sen vào thì mình sẽ mất cái hệ thách đấu. Mà sen này chưa hai. Đây, thề là như vậy nha mọi người. Không cần luôn cái hệ thách đấu, không cần luôn cái hệ dũng sĩ, bỏ luôn nha. Đi chung với ba Freljord với lại là có thêm con sen vị tướng 4 tiền tăng cơ, phải gọi là quá là bái cháy luôn rồi. Bắn nè. 13 stat, 15 stat, 20 stat, ủa nó tích stat đúng nhanh luôn anh em.
Cái 5 chấm tốc đánh ở đây có nghĩa là cứ trong 1 giây nó bắn được 5 lần nha mọi người ạ. Cứ trong 1 giây bắn 5 lần, và nếu như nó lên được tầm 10 chấm thì trong 1 giây bắn 10 lần. Lên được 20 chấm thì trong 1 giây bắn được 20 lần bắn. Đơn giản chính là như vậy. Và cũng có rất là nhiều em hỏi mình là tại sao hồi bữa giờ không đăng meta nữa trong vòng hơn 1 tuần nay rồi. Thì như mình đã nói nha, ở trong cái đầu mùa chính thì mình đã gọi là làm meta rất là nhiều rồi. Một ngày mình đăng từ 2 tới 3 cái meta, và mình đăng liên tục ở trong vòng từ gần 2 tuần trở lên luôn á anh em ơi. Thật, gần 2 tuần trở lên mình đăng liên tục meta luôn á. Thì anh em cũng phải biết chứ, meta nó cũng có một cái giới hạn nhất định thôi. Khi mà đã hết rồi thì đâu còn đâu mọi người. Với lại là tất cả meta là hầu như là mình đã làm hết rồi. Còn những cái meta mà mình chưa làm á, có thể là do nó quá yếu, hoặc là nó còn phải có rất là nhiều điều kiện chơi, như là meta cặp đôi hoàn cảnh nè, meta lối đi riêng nè, thì cái đó nó còn phải có lõi nha. Thì nhiều khi mọi người không có ra lõi chơi cũng không được. Thì hầu như là mình đã làm tất cả những cái meta cơ bản từ tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền và cái 5 tiền rồi nha mọi người. Hồi bữa giờ thì mình cũng theo dõi rất là nhiều những cái streamer khác, những cái form bài meta được cập nhật thêm hàng ngày ở những trang web anh em ơi. Thì mình thấy nó không có meta nào mới cả. Không thấy meta nào mới nha. Tại vì nó biết sao không, meta nó phải là dựa theo phiên bản, mà phiên bản chưa cập nhật mà lấy đâu có meta mới. Cái này là phải đợi thôi nha. Thì em đừng lo, mình sẽ cố gắng mình cập nhật những cái meta mới nhất sớm nhất và hàng ngày luôn nha. Nếu như mà có thì mình sẽ cập nhật luôn để cho em có thể leo rank ổn định hơn hơn. Và nếu như mọi người muốn theo dõi meta thêm á, thì có thể bấm vào cái phần video của mình đã đăng. Tất cả những meta hồi trước đây mình đăng á, thì đều vẫn xài được nha mọi người. Anh em cứ xài thoải mái luôn. Mình nói thật, tướng 4 vàng là không bao giờ bị em meta cả. Nó chỉ có là mạnh hoặc là yếu ở trong cái thời điểm đó thôi, nhưng mà chắc chắn là vẫn chơi được tướng 4 vàng carry. Còn tướng 1, 2, 3 vàng thì nó sẽ còn nhiều điều kiện hơn, như là phải 3 sao, với lại nó có ra sớm hay không á. Với lại là hồi bữa giờ anh em biết tại sao không meta không? Hiện tại ở cái phiên bản của mọi người đang chơi cũng như là của mình đang chơi nè, nó có quá là nhiều lỗi game, nó có quá là nhiều bug game luôn á. Nên cái việc người ta không có tìm ra meta mới thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Tại vì bây giờ người ta lo người ta tìm lỗi game thôi, chứ ai tìm meta nữa mọi người. Với lại là mình cũng có đăng cái quả video mà cái mà vô đồ mình hắc tiền á, level 6 hơn 300 vàng á, thì cái đó vẫn chưa fit nha. Cái đó vẫn chưa fit nha mọi người á. Mình không biết là Riot có fit hay không, nhưng mà tại vì cái đó nó cũng khá là khó chơi, cũng rất là khó làm luôn á, chứ không phải là mọi người muốn làm mà làm được những cái bug game mà set bất tử đâu. Rất là khó làm luôn á nha. Nhưng mình không biết là Riot có fit lại không. Ôi, một cái cuộc solo 1v1 giữa mình với lại ông top 2 luôn kìa. Ê, chứ nếu như mà cái lần đầu tiên, cái trận đầu tiên ra 2.1 mà mình không thua, cái trận đầu tiên ra 2.1 mà mình không thua, thì nếu mà mình thắng liên tục với ông top 2 như thế này á, là mình top 100 máu luôn hả mọi người. À, ông Masticula vậy. Mà lúc đầu game thua trận rồi, tiếc quá. Không ra được Aphelios 2 à. Có Ari nè, phơm bài của mình đang kích được rất là nhiều hệ luôn á nha. Thiện xạ Ionia, Phredios, Targon, Can Trường, Hiệu Triệu với lại là Phù Thủy. Ông này build một cái quả đồ rất là dị hợm luôn cho con IG mọi người à. Ông đang muốn tính build là IG Bible cực cờ. Chiến báo thật sự gặp đồng môn làm đồ dị anh em ơi. Không biết cái đồ dị quá. Mà công nhận con Jin nó tích stack nhanh thật. Nhưng mà tại vì đam nó cao quá anh em ơi. Đam con Jin này nó cao quá. Đã bắn kỹ năng một phát đó là cũng gần 2000 đam. Gần 2000 đam cho một cái lần xài kỹ năng. Mà chúng á đâu phải là một đứa đâu. Nếu như mà hơn đó thì chúng cả hai đứa, ba đứa, có thể là bốn đứa luôn á. Thì team bạn đi khá là nhanh luôn. Chứ còn như những cái vị tướng mình có làm cái quả mà cây le cuồng đao đó nha mọi người ạ. Nó tích được gần 100 stat. Hoặc là nếu như mà cái trận nào hơn á, nó tích một trận hơn 100 stat luôn. Và đi chung với cái trang bị của Kim Long á em ơi, Rìu của The Raven, thì được thêm 10 vàng với mỗi 100 stat. Đấy, tại vì cây le nó là sát thương bình thường thôi. Tại vì chưa lên level 9 á, nó quạt rất là chậm, nó quạt không có đam anh em ơi, nên tích được hơn 100 stat luôn. Còn con Jin này thì đam nó quá kinh khủng. Nó bắn phát gần 2000 đam mà chúng mấy con. Thì team bạn đi khá là nhanh. Đó, nó bắn phát chúng 2-3 con kìa.
Úi rồi, ác chưa, ác chưa, chuỗi thắng 18 trận luôn rồi nè. Thiệt luôn á chứ, cái trận đầu tiên mà mình không thua, cái trận rau 2.1 mà mình không thua thì chắc là cái trận này mình top 100 mới được luôn á anh em. Tiếc nhờ. Hồi bữa giờ thì mình cũng đã có làm vài cái video về top 100 máu rồi nha, mọi người có thể xem lại. Thường người top 100 máu nó sẽ rất là nhân phẩm, rất là nhân phẩm luôn, như là cái trận này nè. Đồ nó ra gọi phải gọi là quá sớm. Với lại là tướng nó tự ra cho mình đó. Thường là như vậy nha mọi người, và cái quan trọng hơn hết là lõi cực kỳ đẹp. Nên snowball nó rất là dễ luôn á nha. Ông này hai dốc gai cho con Siju luôn hả? Trận này mà mình chơi Zihin 3 vô cực chắc là đi sớm rồi. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Zin nè, bắn nè, bắn nè. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Đem bắn, bắn muốn gãy cái tay luôn mà được cái 5.000 đem à. Xấu hài ác cái đem ơi. Bắn gãy cái tay luôn mà được cái 5.000 đem. Với lại là mọi người nè, mình xin thay để đừng quên để làm một cái đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Gần đủ 600.000 sub rồi nha mọi người. Cứ mỗi năm thì mình lên được tầm vài chục ngàn sub thôi là mình đã mừng lắm rồi. Thì mình sẽ cố gắng ở trên cái chặng đường này. Và cũng rất là mong anh em có thể cùng đồng hành với mình để chinh phục được cái kênh này 1 triệu sub nha. Hồi bữa giờ thì mình vẫn chưa săn ra được cái ý tưởng đó chính là vùng đất gì đó đi chung với lõi nhà máy tái chế này mọi người, săn hoài không ra được á. Mình nghĩ là nó không có cho mình xài luôn cái sao á, nó hạn chế tính năng nó rồi, cho nên nhưng mà có thì người ta cũng xài rồi. Với lại là em cũng kêu mình làm một cái ý tưởng á, đó chính là tổng hợp Rai 3 sao ở tất cả vùng đất. Ui, cái đó mới là mệt mỏi đó. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình á, nếu như mà để làm content, để mà làm thử thách các kiểu á, thì cái con Rai ở trong cái vùng đất Surima nó vẫn là bá đạo nhất nha mọi người, hắt tiền đóng luôn. Con Rai mà mạnh thứ hai mình có thể kể tới là con Rai mà nó trưởng trưởng á, dựa theo cái lượng tiền của mọi người đang có, tiền của mọi người càng nhiều nó trưởng càng đau. Bắn nè, bắn nè, gồng bắn nè. Ui rồi, thấy chưa đây mời, sướng chưa, sướng chưa. Bắn được cái tầm 4 hoặc là 5.000 đam thôi, nhưng mà bắn nhanh mà, chuỗi thắng 20 trận liền đó chứ. Cũng có nhiều em hỏi là tại sao mình tích tiền lúc đầu game nhanh đến như vậy, thì mọi người chỉ cần bán máu như mình thôi. Lúc đầu game nếu như mọi người thấy mình tiền nhiều quá thì chắc chắn rồi mình eco trắng, hoặc là mình bán máu á, mình cho chủ thu các kiểu, hoặc là nó sẽ liên quan tới lõi. Mọi người muốn tích tiền nhanh thì rất là dễ thôi, anh em chỉ cần lấy cái lõi tam ken á, nó chắc chắn ra cho anh em cái nhà tài phiệt lúc đầu game, hoặc là cái lõi AFK, hoặc là những cái lõi nào mà liên quan tới tiền nha, tích tiền nhanh lắm. Trời ơi Sen, nó tăng châu chưa. Mình mà thích thì bây giờ roll Sen 3 sao cũng được luôn á, nhưng mà chi đâu anh em. Để Zin nó bắn cho nó sướng. Trời ơi, xòi. Mình thấy tối đa của con Zin này thì tích được tầm 40 stack hoặc là 49 stack á. Cái trận này mình nhìn không nhầm á thì gần 50 stack là giới hạn của nó luôn rồi. Tại vì đam nó nhiều quá anh em ơi, nó tích stack có hơi lâu một tí. Không ra Sen 3 à? Không ra thôi anh em ơi, mình cũng không có cần Sen 3 cho lắm. Tại vì Sen nó lên được 3 sao hay không nó cũng vậy à. Ông này còn 9 máu à, chắc là trận này đi luôn á. Ông này roll hoài sao tôi thấy IG chưa hai là sao. Listener ra chưa bay luôn nha mọi người. Ông đang chơi cái quả Rai mà vùng đất Surima nè, hắt tiền ác lắm á. Úi dồi, Zin nó bắn cái nhắm kìa này mơ, nó gồng bắn lâu thật sự luôn á. Tích tắt đúng lâu và ok, Zin tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.